Trong một giờ học, giáo viên viết lên bảng chữ phép tính như sau. Tổng cộng có 5 phép tính. Sau đó, giáo viên mới nhìn xuống phía dưới lớp, cả lớp bắt đầu phá ra cười. Giáo viên mới hỏi, vì sao mà các em lại cười? Một học sinh đã bảo rằng phép tính đầu tiên của cô đã sai rồi. Giáo viên từ tốn nói cô đã cố tình viết sai phép tính đầu tiên. Bởi vì cô muốn chỉ cho các em một điều, đấy chính là cách thế giới sẽ đối xử với các em. Cô giáo nói tiếp, các em có thể thấy cô viết 4 phép tính kia đều đúng hết, phải không nào? Nhưng các em chỉ thấy lỗi sai của phép tính đầu tiên, trong khi tất cả còn lại đều đúng cả. Cô giáo ngừng lại và nhìn những gương mặt thơ ngây đang chăm chú hướng mắt về mình. Cô nhẹ nhàng nói tiếp, các em đều cười và chỉ trích người khác vì duy nhất một sai lầm mà họ chẳng may mắc phải, nhưng quên mất rằng vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp họ đã làm được trong đời. Hãy nhớ, thế giới sẽ không đánh giá cao những điều tốt chúng ta đã làm được, nhưng sẽ chỉ trích nếu thấy một lỗi lầm dù nhỏ khi ta không may phạm phải. Vì vậy, cho dù trong tương lai các em gặp phải sóng gió trong đời, hãy cố gắng vượt qua những lời chỉ trích và sống mạnh mẽ hơn. Hãy luôn tin vào chính bản thân mình, em nhé. Bài học của cô giáo dành cho các em nhỏ học sinh thực ra cũng chính là bài học mà chúng ta cần học, cho dù chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Chúng ta dễ chỉ trích người khác hơn là khen ngợi những gì mà họ làm được. Và chúng ta cũng dễ dàng bị chỉ trích bởi những lỗi lầm nhỏ của mình so với tất cả những cái thành tựu mà chúng ta đã làm được. Nên đấy là bản chất tự nhiên của cuộc sống này, tự nhiên của cuộc đời này. Bản thân chúng ta phải đủ bản lĩnh để vượt qua những lời chỉ trích đây, để nhận ra được những gì chúng ta đã làm được, những giá trị mà chúng ta đã đóng góp được, để chúng ta có thể đủ sức mà đứng dậy và đi tiếp sau những sai lầm hay những thất bại. Và ngược lại, nếu chúng ta thấy những sai lầm hay thất bại của những người khác, thay vì chỉ trích, hãy tìm trong đấy những gì mà họ đã làm được, những gì mà họ đã đóng góp được, những giá trị nào mà họ đã mang đến được, để chúng ta có những nhận xét khách quan hơn, công bằng hơn và đúng đắn hơn, thay vì những lời chê trách cay nghiệt. Bao nhiêu lời động viên chưa chắc đã có thể vực dậy được một con người, nhưng mà một lời chê trách hay oán hờn đôi khi có thể hủy diệt cả một con người. Nên bạn hãy cẩn trọng với những gì chúng ta nói, với những gì mà chúng ta phê phán, chỉ trích. Hãy bớt đi những lời phê phán chỉ trích, hãy mang đến nhiều hơn những lời khen và những nhìn nhận đóng góp công sức của những người xung quanh chúng ta. Bạn sẽ thấy cuộc đời này là tốt đẹp hơn rất nhiều, rất nhiều. Chỉ cần mỗi chúng ta có đủ sự thông cảm, đủ sự đồng cảm và đủ sự khách quan để đánh giá một cách chính xác.